À, cho nó cái trai thế mà phá tiền hắn ta thì già lên bộ nó tiền hắn ta thì để mà đua cháu nhà thì chỉ thì lên bộ à, nhà đó bây giờ đó cho nó ưu lợi gì đã exclamation bar này để attend đi rồi ưu lợi gì tiền này để attend đi bộ cho nó đó là tiền visa attend đi rồi tiền visa attend đi để mà ưu đồ lo để attend nó khu vực cái thằng này đó là C for industry bộ rồi thì mà solution nó thâu nó sẽ nè cho nó đôi thì mà sa đấy hả đúng không đó là vậy à sa rồi bao đi tiền cái đấy rồi à thì mà ai đúng à ai thấy mà nè thì nó đâu nó sẽ nè mà mau sorry thì còn nó đâu nó sợ tôi thì tiền là đúng không. Nó thôn nó sẽ đi xe là vay phía lên xe là vay phía lên ta dưới là ai tên ba này là chuyện rồi đi ăn thì sao đó nó thôn nó sẽ đi rất là làm rồi ở tới đây thì mà tên nào đấy xin tôi nghe mình đúng không sửa trả đi xe manipulation đi xe petrol virtual machine có tên nào đấy virtual machine là có thể được không đi Australia được rồi. Tên là Editor là gì đấy? Structure là tên này. Bit manipulation này. Quantity đấy. Để mà tên là tên là hàng lưu sĩ. Heap của tên là tên là đấy. Strain library gì đấy? Quantity tên là đấy. Fashion quantity là đấy. File processing ở đây dịch là database ở đây là lý dân về dịch là đấy data structure ở đây này nó nào step thì tên này nó thì mà chú step to tree rồi nó xin lớp lớp của intro lô bây giờ để ta đi xin lô thì online này tên này đấy rồi promotion chào là cái course này đó ở đây course này ở đây là gì tông tên lọ này tôi dùng tiền vì là cái đồ yếu thật vì mà tiền này nó lậu trái là video tiền à để kiểu lậu thì tiền ví dụ nó có một lâu này trên cái này lậu tiền hà là nó tiền này nó khu vào ông lấy chi thật thì mà bị đi để CS 2024 thì có một công đa science có bài tổ cho nên hỏi được đồ ra thì không thể tiền là thì mà thì vậy cô nó nhà tiền nào đấy bài tổ tên này chỉnh chỉ để HTML vào tên là chỉ để công ta science thì tên này mà HTML cái bài tổ này bắt đầu để còn đi và rồi ta suy nghĩ ra đây hả xong rồi anh chưa nói cho mình và rồi programming này ta atomic structure và tên này for creation HTML tên này thì bắt đầu HTML tên này cô bác gọi electronic chỉ về này cô là sai chỉ về này quả mới AES equation này tính MySQL này bắt đầu đây còn tính này CSS à cái bên này phải import output được vào là mới JavaScript chỉ về này đi rồi socket programming chất sao là tí liên gì ra rồi rồi đi nè bắt đầu đây hà đi nó đúng mà flash nè bắt đầu đây hà đi bootstrap PHP nè bắt đầu tên nè Arduino tên nè intro lúc bị đào Arduino là ông ta in depth tên nè của nó Arduino in depth toán nè em mà mình sẽ đi Arduino xin lại bị gì đi hả ta rồi mà bị đi rồi nó đi con gì cả đã trên cái nền tảng là tiền này cái kêu là áp dụng vào đồng tiền thì một chu giờ nó sau đi đi lecture đi ăn thì rồi you get it rồi nó anh nhà anh chào đó để ta lấy đi rồi ba đi đủ mì đủ vị tuệ xem cho làm chuyện này alo chơi cái chuyện này.